Thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại quận kinh Spin, thuộc tỉnh Kandan của Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km. Và Kandan cũng là tỉnh đầu tiên mà tuyến kinh đào Phu Nam Tê Châu đi qua. Bên cạnh ba tỉnh khác là Ta Keo, Campos và tỉnh ven biển Kép. Và nơi đây đã diễn ra lễ động thổ dự án lịch sử kênh đảo Phú Nam Tê Châu của Campuchia. Đằng sau chúng tôi là những máy xúc và máy đào của công trường và Campuchia đã tiến hành hoạt động xây dựng trong nhiều tuần qua. Mời các bạn hãy cùng theo dõi ý kiến của các chuyên gia về dự án này cùng nhận định về triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Campuchia đang gấp rút làm lễ động thổ dự án lịch sử vào ngày mùng 5 tháng 8, trùng ngày sinh lần thứ 72 của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, cũng là cựu thủ tướng quân nước này. Đã có khoảng hơn 10.000 người tham dự lễ động thổ với an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt. Theo một lá thư của Thủ tướng Hun Manet vào ngày thứ 5 ngày 1 tháng 8, công chức nhà nước sinh viên, nhân viên chính phủ sẽ được nghỉ vào ngày động thổ kênh đảo. Ông Humanet cũng kêu gọi người dân đổi khung hình đại diện trên Facebook với dòng thông điệp ủng hộ kênh đảo Phú Nam Tây Châu. Trước các tòa nhà chính phủ như Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh đều có băng đôn biểu ngữ. Hồi tháng 5, ông Humanet tuyên bố sẽ khởi công xây dựng kênh đảo Phú Nam Tây Châu vào tháng 8 sớm hơn thời điểm quý tư được công bố trước đó bộ ngoại giao việt nam đã có ít nhất 4 lần chính thức lên tiếng về dự án và đề nghị phnom penh cung cấp thêm thông tin để thẩm định dự án đầy đủ liên quan đến các tác động môi trường tuy nhiên phía campuchia nói rằng đây là vấn đề nội bộ của nước này và họ đã xúc tiến việc đào kênh từ nhiều ngày trước lễ động thổ nhà nghiên cứu độc lập người campuchia Rim Sotvi trao đổi với chúng tôi tại Phở Lồng Bình vào ngày 1 tháng 8. Đánh giá Campuchia xây dựng kênh đảo Phú Nam Tây Châu là để giảm sự phụ thuộc vào phía Việt Nam. Nếu Campuchia nộp tài liệu về kênh đảo Phú Nam Tây Châu cho Việt Nam thì giống như Campuchia ở vị trí thấp hơn Việt Nam. Càng cho thấy sức ảnh hưởng của Việt Nam đối với Campuchia. Tôi nghĩ lý do chính là Campuchia muốn cho thấy mình là một quốc gia độc lập ngoài ra ở campuchia thì chúng ta đã thấy sự chuyển giao quyền lực giữa cựu thủ tướng hun sen sang con trai của mình là hun manet ông hun sen từng bị phe đối lập chỉ trích là chịu ảnh hưởng của việt nam giờ thì ông ấy không muốn con trai của mình bị như vậy nữa cựu thủ tướng hun sen đã để lại nhiều di sản chấm dứt cuộc nội chiến và giúp phát triển đất nước duy trì hòa bình trong nước và ông ấy có tính chính danh. Ông Hun Sen cũng muốn con trai của mình có được tính chính danh và phủ Nam Tê Châu là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Thế nhưng Campuchia vẫn quyết tâm xây kênh đào bất chấp sự phản kháng từ các quốc gia láng giềng. Ông Kim Hồng Hàn, Chủ tịch Cambodia do nét quốc, ngày 1 tháng 8 cho chúng tôi biết chính phủ Campuchia đã không tham khảo ý kiến của người dân địa phương với tư cách là nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường và nhân quyền chúng tôi có những quan ngại với chính phủ liên quan đến dự án này vì họ đã không tham khảo ý kiến của người dân địa phương những người sống dọc tuyến kênh này những người dân này đã không nhận được thông tin minh bạch từ phía chính phủ tôi nghĩ chính phủ cũng phải minh bạch việc quản lý nguồn nước của con kênh đào như thế nào và tác động lên sông mê công ra làm sao chúng tôi muốn chính phủ công khai báo cáo tác động môi trường và công bố tên các công ty đầu tư vào dự án này. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tài liệu gì từ chính phủ, bao gồm đánh giá tác động môi trường và hồ sơ của công ty đầu tư. Trong dự án sẽ được khởi công vào tuần sau. Thưa các bạn, kênh đào Phú Nam Tê Châu có chiều dài 180 km và chi phí ước tính là 1,7 tỷ USD. Hiện chưa rõ công ty nào sẽ đầu tư vào dự án này. Thủ tướng Hu Minet hồi đầu tháng 6 cho biết các công ty Campuchia sẽ nắm giữ 51% cổ phần nhưng không nói rõ công ty nào. Chính phủ Campuchia luôn bác bỏ việc vay tiền Trung Quốc để xây kênh đào mà chỉ đề cập sẽ tiến hành theo cơ chế đối tác công tư, không theo khuôn khổ khoản nợ nào từ các đối tác phát triển. Theo tường thuật của tờ báo Khmer Thai vào ngày 20 tháng 5, ông Hun Sen đã tuyên bố dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Dự án 100% do Campuchia khởi xướng. Trước đó, tập đoàn cầu đường Trung Quốc được xác định là công ty thực hiện nghiên cứu khả thi dự án kênh đào của Nam Tây Châu. Nhà nghiên cứu Jim Sotvi và ông Kim Hong từ Cambodia Dear Network đều nói rằng họ không rõ công ty nào sẽ đầu tư vào đại dự án này đồng thời cho biết thêm ý kiến về sự đầu tư của trung quốc tại campuchia trong thời gian qua ông kim hồng hên nêu quan ngại nếu một công ty trung quốc đầu tư dự án này chúng tôi có quan ngại khi nói về nhà đầu tư trung quốc vì các nhà đầu tư trung quốc không tuân theo hướng dẫn về nhân quyền chúng tôi đã có những nghiên cứu về những trường hợp nhà đầu tư trung quốc không cung cấp đủ tiền đền bù cho cộng đồng người dân bị ảnh hưởng đôi khi không quan tâm về môi trường hay cộng đồng người bản địa đó là lý do chúng tôi muốn có thông tin đầy đủ từ chính phủ trung quốc mang công nhân từ quốc gia của mình sang campuchia đầu tư của họ không bền vững một số nhà đầu tư thậm chí còn như băng đảng lừa đảo tôi nghĩ chính quyền campuchia cần có một cơ chế rõ ràng để những nhà đầu tư trung quốc này phải tuân theo luật của campuchia tuân theo hướng dẫn về nhân quyền vì Campuchia là quốc gia dân chủ. Thưa các bạn, trong thời gian qua, kênh đào Phú Nam tây Châu là chủ đề của nhiều tranh cãi căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia. Xét về viễn cảnh quan hệ song phương Việt Nam và Campuchia thì các chuyên giả nói gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Việt Nam luôn xác định quan hệ với hai quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia là quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt. Vừa qua chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến công du Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước. Cựu Thủ tướng Hồ Sơn và Thủ tướng Hun Manet luôn nhấn mạnh đến việc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước với Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng người Việt Nam sống không quốc tịch cùng tâm lý dân tộc cực đoan ở Campuchia trong những năm qua cũng là một vấn đề còn âm ỉ giữa hai nước. Những tâm lý như vậy vẫn còn hằn sâu trong một bộ phận người dân xứ sở chùa tháp cho đến tận ngày nay. Campuchia là quốc gia nhỏ nằm kẹp giữa hai nước lớn là Việt Nam và Thái Lan, không có vùng an toàn và phải hướng về quốc gia lớn hơn. Và tôi nghĩ với Campuchia thì Trung Quốc là lựa chọn tốt nhất cho thời điểm hiện tại. Vì Bắc Kinh cho thấy các cam kết về an ninh, đầu tư và cơ sở hạ tầng Campuchia hiểu rằng quan hệ song phương với Việt Nam không tốt đẹp thì đất nước sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu lại quá thân thiết với Việt Nam thì lại không khiến người dân vui vẻ chấp nhận bởi vì họ nghĩ chính phủ chịu ảnh hưởng từ Việt Nam. Những người Việt ở Campuchia lo lắng vì phụ nam Tây Châu. Bây giờ mong mới làm sao mà cho con kinh nó tránh cái chỗ dân mình. Bây giờ đuổi dân mình mùa nước rồi cũng không biết đi đâu về đâu Muốn cho con mình đừng có khổ như mình nữa Ngài Hun Sen muốn xây dựng kênh đào thì làm sao mà chúng tôi phản đối được Thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại khu vực cầu sắt huyện Angkor Bre, tỉnh Tà Keo Tỉnh Tà Keo cũng là một trong bốn tỉnh mà con kênh đào Phủ Nam Tây Châu đi qua Và đây có 30 hộ dân với 300 người Việt đang sinh sống Tất cả họ đều không có quốc tịch Campuchia và đều còn giữ quốc tịch Việt Nam. Và bà con ở đây thì sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản ở con sông có kế bên. Và ngày mùng 8 tháng 3 và ngày mùng 3 tháng 8 chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Thoại, 57 tuổi và là tri hội phó tri hội huyện Ăn ở tỉnh Tà Kèo. Ngay tại nhà của ông cũng là nơi tôi đang ngồi và ông Thoại chỉ có giấy tạm trú và không có quốc tịch Campuchia, dù ông đã sống ở đây gần 40 năm. Và ông Thoại đã chia sẻ về nguyện vọng của mình nếu con kênh đào Phù Nam Tư Châu đi qua. Nghe nói kênh đào Phù Nam đào ngay chỗ này mà không biết cụ thể là chỗ nào. Nếu mà bây giờ di dời thì cảnh khổ lắm, nước lũ lụt ngày nó khổ cho dân. Mình thấy bên Campuchia, Trung Quốc cũng đi đo đi quay phim rồi vậy đó. Ngày đó nó bự dữ lắm. Đa con kênh này thì người dân ở đây phải thua hết. Người dân giờ rất khó khăn. Bây giờ mong ước sao mà con kênh nó tránh chỗ dân mình. Bây giờ đuổi dân mình mùa nước này cũng không biết đi đâu về đâu. Họ kêu mình đi đâu mình đi đó. Mình đâu có chống được. Nếu mà con kênh không có ngay nhà người dân cạnh bờ mình ở thì tôi mừng lắm. Ông Nguyễn Văn Thoại cho biết ông làm nghề đặt là cá tôm để sống đắp đổi qua ngày. Ông đã cách đây vài chục năm đã quyết định từ Việt Nam đến Campuchia sinh sống sau khi đi qua tỉnh Ta Keo và thấy dễ làm ăn. Sau đó ông nói đã xin chính quyền Campuchia cất nhà cất cửa ở đến bây giờ trên mảnh đất thuộc sở hữu nhà nước. Ông Thoại hiện sống với vợ các con thì làm việc ở việt nam cô thấy rồi bây giờ lũ nó đe dọa bây giờ nước tháng này tới đây rồi chút có năm nó muốn ngập cái nhà này luôn thì anh em cũng tạm đỡ trên gò lên ấy sống thời gian nước xuống lại thì mình trở về lại thôi chứ bây giờ mình đi đâu sống cũng không được về miền nam dưới thì cũng được không ai cấm cản mình cái hoàn cảnh này nó biết về dưới thì mình không ruộng, không đất, không có gì khó sống. Nói chung thì mình cũng mong muốn nhập quốc tịch lắm. Nhưng mà bên chính quyền Campuchia thì cái gia nhập quốc tịch này thì tiền nó nhiều lắm. Bên Campuchia người ta nói vậy đó. Bây giờ cứ gia hạn hoài vậy đó. Hai năm mình đóng vô là 250 000 năm 250 000 đó là tổng thị Việt Nam. Mình cỡ một triệu, một triệu rưỡi gì đó phải đóng hoài hai năm phải đóng vậy đó còn nếu mà mình không đóng giấy mình hết hẹn thì bị phạt tới một triệu ria tức tới sáu triệu tiền mình thì bây giờ mình cũng tạm trú được rồi chứ cái họ đuổi mình là họ không có quyền đuổi nhưng mà cái nhập quốc tịch là chưa nhập quốc tịch thì nó khó rồi tôi hỏi cô mình đây mà chỉ bữa nay lo ăn ngày mai ngày mai lo ăn ngày một thôi rồi có đâu có ngàn đô cô Giờ chấp nhận triệu là 2 năm Thì đóng vô nhà nước là 250 ngàn ria Giống 1 triệu 250 ngàn đó là hơn 50 đô Mình đứng ra mua đất mua đồ Thì mình đỡ cũng được Mà tiền đó mua đất Mà bữa nay thì ăn sáng thiếu bữa chiều Ăn bữa chiều thì bữa tối hoài Sống hoài gì đó Tới đâu thì tới đó biết làm sao không có chính sách gì hết trơn bên việt nam mình cũng không có chính sách gì chính phủ việt nam mà không hỗ trợ chứ rồi bên campuchia này cũng không có được cái chính sách gì hết trơn nhưng mà bên việt nam có lâu lâu thì cho qua chút đỉnh gì đó chứ không có hỗ trợ gì vấn đề tiền bạc bệnh hoạn bảo hiểm dân việt kiều mình không có sứ quán thì cũng không có chính sách gì hết trơn chỉ có 2 năm, 2 năm mình đóng tiền nhà nước là 250 ngàn. Đó chắc là tiền của đại sứ quán. Đó là phụ giúp cho nhân dân. Tôi gặp cô ở đây tôi cũng mừng. Trước đó giờ không có phóng viên nhà báo nào mà đến đây. Rồi tôi ở đó bốn mươi mấy năm. Không có báo chí là nhà nước nào mà đến đây. Hỏi dân kiểu bà mình sống ở đây bị chèn ép làm sao? Sống cách thức dễ hay không? là cái gì cũng không có ai hỏi. Tự mình lập sống, tự mình giải quyết trong kiểu bà mình đối với nhân dân với huyện bên Campuchia này. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trang, 27 tuổi, có hai con, cho biết đang cho con mình đi theo học tiếng Việt vì con chị mà quốc tịch Việt Nam. Chị Trang hiện không có quốc tịch Việt Nam lẫn Campuchia và đã sống ở khu vực cầu sát huyện Angkor Bre, tỉnh Ta Keo được 9 năm. Mình làm nghề câu cá gì đó, có gì thì mình ăn đấy, có nhà cửa đầy đủ cho con mình đi học là được rồi. Em không có cần gì nhiều, chỉ là cho con học được biết chữ, em chỉ cần cho con em thôi, nó đầy đủ là được. Hai bé chỉ thích học chữ Việt thôi, không có thích học chữ Campuchia. Tôi sống ở Campuchia cho nên cần quốc tịch Campuchia, muốn cho con mình đừng có khổ như mình nữa. Nếu mà em sẽ mần được những gì mà em có Thì em sẽ dành lại cho con hết Cho con tốt hơn em gấp 10 lần Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 8 Chúng tôi đã gặp gỡ một số người dân Campuchia Tại tỉnh Can Đan Nơi diễn ra lễ động thổ dự án kênh đào Phu Nam Tê Châu Trái với không khí rộn ràng Chuẩn bị cho lễ động thổ kênh đào lịch sử Phu Nam Tê Châu Ngày mùng 5 tháng 8 Ngay trước cửa nhà bà Sokodum vẫn hoang mang chưa biết sẽ đi đâu về đâu trong những ngày tháng sắp tới. Sống một mình sau khi chồng qua đời bà Sokodom uh, nàng Keo thuộc huyện Kinsavai, tỉnh Can đàn mưu sinh bằng nghề bán tạp hóa nhỏ ở ngay nhà mình. Chia sẻ với chúng tôi ngày 2 tháng 8, trong căn nhà cũ kỹ, bà nói chưa nhận được tiền đền bù và cũng không nghe chính phủ Campuchia thông báo gì tôi muốn có được tiền đền bù thỏa đáng đặng đi mua mảnh đất khác để sinh sống để trồng trọt giá đất dở đất lắm hàng xóm của tôi cũng nói không nhận được đền bù gì hết trưởng thôn cũng không biết thông tin gì và chúng tôi cũng không nghe chính quyền kêu lên gặp về vấn đề này bà Socorum khẳng định bà không phản đối dự án này nhưng chỉ muốn được đền bù để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ngài hun sen muốn xây cành đảo thì làm sao mà chúng tôi phản đối được Dọc con đường dẫn vào tuyến kinh đà phương Nam Tế Châu Chúng tôi đã gặp bà mươi 58 tuổi Đang chăm những đứa cháu còn ôm bình sữa Quấn quýt không dài Trong cái nắng nóng bức của mùa hè Giống bà Sokere Gia đình bà Sakare Đang trông chờ vào tiền đền bù dự án Để lo cho cuộc sống sắp tới Và nuôi những đứa con Còn ở tuổi ăn học và đàn cháu thơ Tôi còn phải nuôi con ăn học, tôi không có tiền. Trong nhà chỉ có con cái tôi làm công nhân nhà máy, kiếm tiền nuôi cả nhà. Về tiền đền bù thì tôi không nghe thông tin gì, ngay cả trưởng thôn cũng không biết. Tôi không phản đối mà ủng hộ dự án này. Tôi mong ngài Hun Sen mạnh khỏe để có thể giúp đỡ cho người dân. Tôi chỉ mong nhận được tiền đền bù để có cuộc sống ổn định. Nỗi lo lắng của bà Socorum và bà Socorre cũng như các hộ dân ở làng Preta Keo bị chiếm lấp bên dưới bầu không khí tưng bừng mà nhà nước tạo ra. Trước đây động thổ lịch sử, công tinh thần dân tộc đang dâng cao của Campuchia liên quan đến triển vọng đại dự án sẽ giúp quốc gia này bớt phụ thuộc vào nước láng giềng Việt Nam. Thưa cơ bản, chúng ta đang có mặt tại bờ biển An Cao thuộc tỉnh Ven Biển Kép và đây cũng là tỉnh cuối cùng mà tuyến kinh đào phương Nam Tây Châu đi qua và với dự án được hoàn thành trong 4 năm nữa thì thời gian di chuyển của các tàu container vào nội địa Campuchia sẽ được rút ngắn đáng kể và Campuchia sẽ bớt phụ thuộc vào Việt Nam. Cụ thể những con tàu chở hàng này sẽ có thể di chuyển dễ dàng hơn từ sông Mekong Công ra biển và ngược lại. Tham vọng của Campuchia là với con kênh này họ sẽ cắt giảm chi phí vận chuyển hơn so với việc phải thông qua cảng biển của Việt Nam họ cũng sẽ chủ động hơn trong giao thương quốc tế. Campuchia kỳ vọng sẽ thu được 88 triệu USD phí vận chuyển mỗi năm nhờ dự án kênh Đà Phú Nam Tê Châu. Quốc gia này ước tính con số đó sẽ tăng lên 570 triệu USD mỗi năm vào năm 2050. Nhận định với chúng tôi vào ngày 4 tháng 8, ông Marian Enler, Giám đốc chương trình năng lượng nước và tính bền vững của trung tâm Stimson nói rằng vẫn còn thời gian để Campuchia không vi phạm hiệp định sông Mê Công năm 1995. Sau khi nghiên cứu toàn diện hiệp định sông Mê Công năm 1995, tôi thấy cách thức chính phủ Campuchia thực hiện dự án kênh đào của Nam Tê Châu vi phạm hiệp định quốc tế này vẫn còn thời gian để chính phủ Campuchia tránh không vi phạm và biến dự án này trở thành một cơ hội vàng cho nền ngoại giao nguồn nước sông Mê Công. Kênh đào Phú Nam Tê Châu rõ ràng kết nối với sông Mê Công và chuyển nước từ lưu vực sông Mê Công sang các lưu vực sông khác. Các lãnh đạo có một chia. còn nói về sử dụng kênh đào cho mục đích thủy lợi. Mỗi vấn đề này phải có tham vấn trong khu vực với vai trò thúc đẩy hỗ trợ, hợp tác và điều phối của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế. Kênh đào Phú Nam Tê Châu sẽ gây hại cho cả Việt Nam và Campuchia như thế nào. Đây là kênh đảo Phủ Nam, một dự án trọng điểm của Campuchia, khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8. Trái với những sự hào hứng phía Campuchia thì Việt Nam lại đang tỏ ra vô cùng quan ngại về dự án kênh đảo này, về những hệ lụy mà dự án này gây ra, có thể là ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên liệu mình xây dựng dự án này đến cả Campuchia cũng có thể phải hứng chịu những hậu quả to lớn. Nói cách khác, kênh đảo Phủ Nam trị giá 1,7 tỷ đô la có thể mang lại những tác động không tốt cho cả Việt Nam và Campuchia. Nhưng vì sao? Từ trước đến nay, hệ thống giao thông và vận tải đường thủy của Campuchia luôn bị đánh giá là yếu kém do chủ yếu dựa vào Việt Nam. Theo số liệu năm 2023, khoảng 33% tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu của Campuchia được vận chuyển qua các cảng biển của Việt Nam. Tầng giá trị ước tính đạt khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm. Các tuyến đường bộ thường xuyên gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Các tuyến đường sông thì không đủ khả năng để xử lý lượng hàng hóa lớn, do đó chi phí và thời gian vận chuyển đều cao và kéo dài. Điều này khiến cho các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường quốc tế, khiến xuất nhập khẩu hàng hóa trở nên kém hiệu quả. Việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thì lại càng tệ hơn khi không ai muốn đầu tư vào một quốc gia không có hệ thống giao thông vận tải hiệu quả. Chưa kể, việc sản xuất nông nghiệp của Campuchia cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước tưới tiêu ổn định. Các vùng nông nghiệp phụ thuộc vào mùa mưa và các hệ thống thủy lợi cũ kỹ, do đó năng suất thấp và không ổn định. So với các nước trong khu vực, sản lượng của Campuchia luôn đứng ở top cuối vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi kênh đảo phủ nam được coi là dự án điểm vì chúng sẽ xử lý được gần như mọi khó khăn mà công chia đang gặp phải cụ thể kênh đảo phủ nam sẽ trở thành một tuyến vận chuyển nội địa mới đáp ứng được một phần nhu cầu vận chuyển hàng hóa giàn tài cho các tuyến đường bộ thường xuyên gặp tình trạng tắc nghẽn quan trọng hơn kênh phủ nam có thể cho công chia được sự tự chủ hơn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa chưa kể kênh phủ Nam có thể cung cấp một nguồn nước tưới tiêu ổn định hơn, giúp cải thiện năng suất và sản lượng nông nghiệp. Thủ tướng Humanet đã mô tả dự án này như một cách tự thả bằng mũi của chính mình. Vậy nên Campuchia sẵn sàng bất chấp mọi thứ để thực hiện hóa dự án. Theo thông báo của phía Campuchia, dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải thiện 180 km tuyến kênh vào sông. Các đoàn canh được thiết kế với kích thước đủ lớn để các tàu tải trọng đến 1.000 tấn có thể đi qua. Biết được thông tin này, Ủy hội sông Mê Công từ MRC đã nhiều lần đề nghị Campuchia chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án kênh đó. Không chỉ của MRC, phía Việt Nam cũng bày tỏ những mong muốn được phía Campuchia chia sẻ thông tin. Nhưng ở đây, chính phủ Campuchia tuyên bố nước này không có nhiệm vụ tham vấn trước về MRC, và các nước tiểu vùng sông Mekong về kinh đảo Phú Nam. Thậm chí vào ngày 16 tháng 5, ông Hun Sen còn kêu gọi Thủ tướng Humanet cho khởi công càng sớm càng tốt để phát triển kinh tế đất nước và tránh những ý kiến bất lợi. Tuy nhiên, theo nhận định của Steam Son, một trang tin uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách quốc tế và an ninh toàn cầu, việc xây dựng kênh đảo Phủ Nam có thể làm tăng rủi ro về an ninh nguồn nước lũ lụt ở Việt Nam và làm giảm giá trị pháp lý của Hiệp định Mê Công năm 1995. Từ trước đến nay, Campuchia là quốc gia rất quan tâm và tham gia tích cực trong Hiệp định Mê Công 1995. Tuy nhiên với dự án kênh đảo Phủ Nam, đất nước này lại cương quyết khước từ thực hiện quy trình tham vấn trước mà Hiệp định Mê Công 1995 yêu cầu bằng cách lệch luật. Cụ thể điều 5, Hiệp định Mê Công 1995 yêu cầu các dự án lấy nước từ dòng chính sông Mê Công phải thực hiện quy trình tham vấn trước của MRC. Tuy nhiên phía Campuchia đã lách luật bằng cách mô tả dự án kênh đào Phủ Nam là dự án phụ lưu lấy nước từ con sông Ba sát, còn gọi là sông hậu, chứ không phải là từ sông Mê Công. Nói cách khác, họ khẳng định sông hậu cung cấp nước cho kênh đào Phủ Nam chứ không lấy nước từ sông Mê Công. Vậy nên chẳng có lý do gì để họ phải thực hiện quy trình tham vấn. Tuy nhiên hãy nhìn vào hình ảnh bản thiết kế kênh đà Phủ Nam và các cống xả được chính ủy ban sông Mê Công quốc gia Campuchia gửi trong báo cáo nộp cho MDC. Trong hình ảnh này, kênh đảo Phủ Nam kết nối hai luồng sông Mê Công là sông Tiền và sông Hậu tới các cửa sông ven Vịnh Thái Lan nằm ngoài lưu vực sông Mê Công. Từ bản đồ có thể thấy rõ điểm đầu của kênh Phủ Nam bắt đầu từ dòng chính của sông Mê Công rồi mới đổi ra sông Hậu điều này nghĩa là kênh phủ nam phải lấy nước từ dòng chính sông mê công trước chứ không thể nào lấy nước từ sông hậu được tuy nhiên cựu thủ tướng hun sen đã tuyên bố công khai rằng kênh đào không kết nối với dòng chính sông mê công nhưng dù định nghĩa sông hậu như thế nào thì bản thiết kế trên cũng chứng minh tuyên bố này không chính xác Trước kể hiệp định mê công cũng đã nêu rõ tất cả các dự án của chuyển dòng lưu vực đều phải tuân theo tham vấn trước của mrc nhưng Campuchia lại đang phớt lờ đi điều này và chống chế bằng cách nêu rõ dự án sẽ không có tác động đáng kể nào đến lưu lượng dòng chảy hàng ngày và hàng năm của hệ thống sông Mekong. Lý do được đưa ra là Campuchia đã sử dụng hệ thống điều hướng ngăn nước chảy ra từ dòng chính sông Mekong, tương tự như khóa ngăn nước từ dòng sông Mekong và Vịnh Thái Lan. Nếu được quản lý và vận hành đúng cách, hệ thống khóa thật sự có khả năng ngăn chặn dòng chảy từ các kênh chính con sông mê công khi đó mức nước sông ở hạ lưu tại việt nam có thể sẽ bị ảnh hưởng tối thiểu tuy nhiên đây cũng không phải là lý do hợp lý dự án này vẫn cần mrc tham vấn trước vì có khả năng chuyển hướng nước từ lưu vực sông mê công đến các cửa sông ven biển ở campuchia vì phía campuchia đang cố tình lách luật thậm chí không công khai những thông số quan trọng của dự án nên mrc vẫn chưa thể tiến hành quá trình đánh giá kênh đào phủ Nam ở cấp độ phù hợp. Tác động đáng lo ngại đầu tiên mà kênh đào phủ Nam tạo ra cho phía Việt Nam chính là việc mất dòng chảy sông Mê Công tới đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 19 tháng 4, cậu Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định trên mạng xã hội rằng kênh đào phủ Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp bằng cách cung cấp nước để canh tác cây trồng. Tới ngày 1 tháng 5 năm 2024. Phó Thủ tướng Sun Chathon đã nhắc tới lợi ích tưới tiêu của kênh đảo. Tuy nhiên, điểm một tuần ở đây chính là tài liệu của Campuchia không hề đề cập tới lợi ích tưới tiêu cũng như nông nghiệp của kênh đảo này. Nhìn vào hình ảnh, kênh đào nằm trên một khu vực đồng bằng thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Không cần lấy nước từ sông để tưới tiêu, nhưng trong mùa khô, kênh đào sẽ lấy nước từ sông Mê Công để tưới tiêu cho cây trồng. Như vậy mối lo ngại của Việt Nam về việc mất dòng chảy sông Mê Công tới đồng bằng sông Cửu Long là hoàn toàn của cơ sở. Chưa kể, khi đánh giá tác động của việc xây dựng kênh đào mới, các nhà khoa học phát hiện ra kênh đào này sẽ mở rộng các kênh đào có đê thấp hiện tại, đồng thời cắt ngang qua các vùng đồng bằng ngập lụt và đất nông nghiệp hiện chưa có kênh đào. Giải thích sâu hơn thì các đê thấp hiện tại sẽ cho phép nước lũ chảy tự nhiên trong mùa mưa để bảo vệ kênh đào mới các đê cao cần được xây dựng nhằm ngăn ngừa hư hại dòng lũ lụt, lụt tuy nhiên việc xây dựng các đê cao sẽ thay đổi và chia cắt một phần lớn vùng đồng bằng ngập lụt ngăn nước lũ mùa mưa chảy vào việt nam những điều kể trên sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy thứ nhất các đê cao của kênh đào sẽ ngăn chặn dòng chảy tự nhiên của lũ lụt từ campuchia về việt nam trong mùa mưa điều này có thể gây khô hạn trong vùng đồng bằng sông cửu Củ long của việt nam nơi thường nhận nước lũ để tưới tiêu trong nông nghiệp trong thời gian qua một phần của kênh vĩnh tế ở an giang và kiên giang đã được hạ thấp để cho phép lũ vào tưới tiêu phần lớn vùng tây của đồng bằng sông cửu long của việt nam việc kênh vĩnh tế bị ảnh hưởng sẽ gây mất nguồn nước tưới tiêu tự nhiên trong một phần lớn của đồng bằng sông cửu long ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhà khoa học lê anh tuấn thuộc đại học cần thơ trong những năm cực kỳ khô hạn như 2016 và 2024, kênh đã có thể làm giảm hơn một nửa lượng nước chảy từ sông Công đến đồng bằng trũng mà Việt Nam phụ thuộc vào để tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Độc cao sẽ làm cho nước lũ không thể chảy qua, nước sẽ dồn lại và chảy ngang theo đê, gây áp lực liền đề và có thể gây lũ lụt ở các khu vực thượng nguồn không thường xuyên bị ngập. Trên thực tế, trong tài liệu từ phía cnmc cung cấp không hề nói đến dữ liệu cụ thể về chiều cao chiều dài và vị trí của các đê để đánh giá và mô hình hóa các tác động mà các đê mới sẽ gây ra việc thiếu thông tin chi tiết về đê sẽ làm giảm độ chính xác của các mô hình dự báo lũ lụt dẫn đến khó khăn trong việc chuẩn bị và ứng phó tăng nguy cấp thiệt hại cho các khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng thứ ba trong mùa khô đồng bằng sông cửu long phụ thuộc lớn vào dòng chảy sông mê công để cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và nông nghiệp nếu lượng nước này bị giảm người dân sẽ thiếu nước sạch ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống hàng ngày đồng thời giảm năng suất lúa và các loại cây trồng khác chưa kể tình trạng xâm nhập mặn từ biển và đất liền sẽ gia tăng điều này làm hỏng các vùng đất canh tác giảm năng suất cây trồng và gây khó khăn cho nuôi trồng thủy sản theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện tượng xâm nhập mặn đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh như Cà Mau và Biển Tre. Đây cũng là một hành động vi phạm hiệp định về Công. Việc sử dụng dòng chảy chính và mùa khô để sử dụng trong lưu vực phải tuân theo tham vấn trước MRC và có thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên. Hiện nay Campuchia phụ thuộc rất nhiều vào cảng Việt Nam để nhập khẩu nguyên liệu thô từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Trong năm 2023, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt được là 6,6 tỷ đô la. Trong đó có cả phí dịch vụ mà phía Campuchia trả khi đi qua tuyến đường sông Mê Công trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại khoảng 33% tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển qua các cảng biển của Việt Nam phía Campuchia kỳ vọng kinh đào Phủ Nam hoàn thiện sẽ cắt giảm tới 70% tổng lượng hàng hóa đi qua Việt Nam. Nên chắc chắn nguồn thu từ phí vận chuyển phí hải quan cùng nhiều chi phí khác từ Campuchia cũng sẽ giảm theo. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một số trang tin lớn của nước ngoài và Việt Nam, The Development và Học viện Chính trị Công an Nhân dân cũng nêu ra những lo ngại về vấn đề an ninh kênh đào Phú nam không chỉ đơn thuần là dự án phát triển kinh tế xã hội mà còn có giá trị quân sự to lớn tác động mạnh mẽ đến tình hình quốc phòng an ninh của toàn khu vực cụ thể kênh đào sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hải quân trung quốc neo đậu gần biên giới việt nam các chuyên gia quân sự cho biết kênh đào sẽ tạo ra độ sâu cần thiết đủ để tàu quân sự di chuyển từ vịnh thái lan hoặc từ căn cứ rim lọt sâu bên trong campuchia cũng vì lý do này, dự án đã thu hút sự chú ý của chính phủ Hoa Kỳ. Quốc gia vốn đã lo ngại về sự hiện diện có thể có của Trung Quốc tại RIM. Sự lo lắng này của Hoa Kỳ không phải là không có căn cứ. Cụ thể, vào tháng 12 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã báo cáo rằng hai tàu chiến của Trung Quốc đã cập cảng tại biến tàu mới của căn cứ hải quân RIM và lưu đậu tại đó trong nhiều tháng. Tuy nhiên phía Campuchia một mực bác bỏ những báo cáo này. Cụ thể ông Hun Sen đã đăng một bài đăng trên mạng Facebook về các lập luận. Thứ nhất Campuchia và Việt Nam là láng giềng tốt, có quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Thứ hai việc đưa quân Trung Quốc vào Campuchia là trái với hiến pháp của nước này. Thứ ba kênh đào Phủ Nam được xây dựng chỉ thuần để phục vụ lấy kinh tế. Thứ tư như thế nào? Phải chờ thời gian mới có thể trả lời. Dù vậy các chuyên gia lại không hề đánh giá cao những lợi ích mà kênh đào Phủ Nam mang lại cho Campuchia. Vì cái giá phải trả là quá đắt. Đầu tiên cũng giống như Việt Nam, việc xây dựng kênh đào có thể khiến tăng nguy cơ lũ ngược dòng với những khu vực không mong muốn, bao gồm các phần của thành phố Ta Keo, khu vực ngoại ô phía Nam, Pompei và sân bay quốc tế Ta Châu mới. Đây cũng là những khu vực rất quan trọng đã vai trò chiến lược trong phát triển bền vững của Campuchia kiểm soát lũ ngược dòng không hiệu quả có thể gây ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế lớn, ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn người dân và gián đoạn giao thông vận chuyển hàng hóa. Nhiều nhà nghiên cứu ở các nước phương Tây đang dùng thuật ngữ bẫy nợ để chỉ trích các khoản vay trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Thuật ngữ này được sử dụng để ám chỉ rằng các khoản vay từ Trung Quốc có thể dẫn đến việc các quốc gia bẫy nợ phải phụ thuộc tài chính của Trung Quốc hoặc phải nhượng lại quyền kiểm soát các tài sản quan trọng nếu không trả được nợ. Nhiều quốc gia đã dính bẫy nợ của Trung Quốc, có thể kể đến như Sri Lanka, Djibouti, Lào. Kết quả là các quốc gia này phải nhượng quyền kiểm soát các tài sản chiến lược quan trọng hoặc giảm chủ quyền quốc gia do không thể trả nợ. Ví dụ Sri Lanka đã phải cho Trung Quốc thuê cảng Hamban kota trong 99 năm. Djibouti phải cho thuê căn cứ quân sự và Lào đối mặt với tình trạng nợ nần cao từ dự án đường sắt trị giá 6,7 tỷ đô la làm giảm khả năng tự chủ tài chính. Về câu chuyện kênh đảo phụ Nam Tê Châu, sau cuộc họp vào tháng 9 năm 2023, công ty hợp tác cầu đường Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Campuchia để tài trợ cho việc xây dựng kênh đảo. Trung Quốc sẽ đầu tư trực tiếp 1,7 tỷ đô la để thực hiện dự án. Theo hợp đồng đã quy định, Trung Quốc có quyền quản lý độc quyền đối với kênh đào trong thời hạn kéo dài từ 40 đến 50 năm, sau đó sẽ chuyển giao cho Campuchia. Liệu Campuchia có thể thoát bẫy nợ Trung Quốc với khoản vay 1,7 tỷ đô la theo hợp đồng BOT từ 40 đến 50 năm, giống như các quốc gia khác? Các nhà phân tích lo ngại Campuchia có thể phụ thuộc vào Trung Quốc về tài chính và chiến lược do Trung Quốc kiểm soát kênh đào quá lâu. Nếu lợi nhuận không đủ bởi đắp chi phí, Campuchia có thể mất quyền kiểm soát. Thậm chí như đã nói ở trên, việc Campuchia mất quyền kiểm soát với kênh đào có thể làm tăng thường xuyên sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực, gây lo ngại về an ninh cho các nước láng giềng như Việt Nam. Kênh đào Phú Nam trị giá 1,7 tỷ đô la không chỉ gây ra nguy cơ bẫy nợ cho Campuchia mà còn mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho Việt Nam. Trong khi Campuchia tiếp tục cung cấp thông tin không rõ ràng cho Ủy hội sông Mỹ Công, Việt Nam phải đối mặt với các hệ lụy môi trường từ việc thay đổi dòng chảy sông Mê Công.